cảnh giác lồng vãi. Vô lý mình mò xuống. Hiếm. Anh em xem móng vuốt nó quá đẹp không? Trời tôm con mẹ nó luôn. Xin nhắc lại lần nữa, hôm nay thời tiết thủ đô nói chung là mát hơn với mọi khi. Âm u. Người còn phải mặc áo phao này. Mà chim đấu được như này là nói chung là quá là ok. Em đi một mình nhá, nhắc lại. Mà ai không biết đi đâu. Bộ nó đây nhá, cho zoom vào mọi người nhìn. Em này không biết có được mười công lúc mía không nhỉ? Ông quỳ ra 10 cốc chè thập cẩm cũng ổn đấy.
quá là cảnh sát. Ô, mình tưởng bâu vào. Vãi chưa? Chơi rất dị nhá, một mình mà chơi như thật luôn. Nào bé em ơi, liệu anh đấy có sút? Cái cảnh này thì chết rồi. Phải chưa? Mỗi một mình chơi solo với người thanh niên bướng nhờ. Sút tới lơi rồi. Chuẩn bị đá nhá. Đứng như Ngọc Trinh. Đời mình thì có gái thì chắc chơi còn tí nữa. Sút nào.
đấy xe đá. Thật là gì ra. Bố cứ đứng một chỗ bố chơi này thì cần lắm một em mái bây giờ. Ui dồi. Ở cái tay trời, cành cồm đeo gì nữa, đa cụ rồi đâu thế, nó đã quá đủ. Ăn rồi nhá. Với cốc chè đã về đội. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Bục Hành Linh.